Chào các bạn. Nhân dịp năm mới, kênh Colorful Life kính chúc các bạn năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Các bạn thân mến, năm này là năm con rắn, chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới loài rắn từ con số 0 nhé. Trong 12 con giáp, rắn nổi bật với sự uyển chuyển linh hoạt và là một nhánh bò sát thuộc nhóm Lepidosauria, có họ hàng gần với thằn lằn. Các bạn có biết không? Rắn thực chất là những con thằn lằn đặc biệt. Trong quá trình tiến hóa, thằn lằn đã ít nhất 25 lần mất đi tứ chi để thích nghi với môi trường sống. Một số loài như rắn mù, Amphibenia hay thằn lằn không chân nhìn rất giống rắn nhưng thực ra vẫn là thằn lằn. Tuy nhiên, về sự uyển chuyển, rắn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù đã mất tứ chi, một số loài trăn nguyên thủy như trăn đá châu Phi vẫn giữ lại phần xương chậu nhỏ cùng hai gai nhọn ở vị trí chi sau, chủ yếu dùng trong giao phối. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là làm thế nào một sinh vật không chân, không tai, không khả năng nhai vẫn có thể trở thành kẻ săn mồi đáng gờm trong tự nhiên? Rắn không chỉ khiến các loài động vật nhỏ khiếp sợ mà con người cũng phải dè chừng. Câu nói một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, minh chứng cho nỗi ám ảnh này. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá toàn diện về loài sinh vật bí ẩn này nhé. Đôi mắt của rắn không bao giờ nhắm. Rắn không có mí mắt mà được bảo vệ bởi một lớp vảy trong suốt, giúp chúng luôn mở mắt ngay cả khi ngủ. Dựa vào đồng tử, chúng ta có thể biết rắn hoạt động khi nào. Đồng tử tròn là những loài rắn săn mồi ban ngày. Đồng tử dọc chỉ những loài rắn săn mồi ban đêm, giống mắt mèo. Miệng của rắn như một cỗ máy nuốt mồi hoàn hảo. Hàm rắn không chỉ mở theo chiều dọc mà còn giãn ngang, nhờ xương vuông linh hoạt kết nối với hộp sọ. Xương hàm dưới của rắn thậm chí tách làm hai nửa, liên kết bằng mô mềm, giúp nó nuốt trọn con mồi có kích thước lớn hơn chính cơ thể mình. Lưỡi của rắn có khả năng cảm nhận mùi trong không khí. Lưỡi rắn không chỉ để nếm mà còn giúp ngửi. Khi rắn thè lưỡi, nó thu thập các phân tử mùi rồi đưa vào cơ quan Jacobson trong miệng để phân tích. Lưỡi chẻ đôi giúp nó định vị chính xác mùi hương từ hai hướng khác nhau. Thính giác của rắn nghe bằng rung động. Không có tai ngoài nhưng rắn vẫn nghe bằng cách cảm nhận rung động từ mặt đất và không khí qua cấu trúc tai giữa, giống như cách chúng ta nghe nhạc bằng tai nghe truyền dẫn xương. Rắn có khả năng nghe nhưng bị giới hạn trong dải tần số nhất định. Điều này không làm giảm độ nhạy cảm của chúng với âm thanh, mà chỉ khiến chúng cảm nhận thế giới theo cách khác. Giống như Beethoven cảm nhận âm nhạc qua rung động, rắn cũng nghe bằng miệng. Cụ thể, chúng sử dụng hàm dưới và tai trong để thu nhận rung động từ môi trường. Hệ thống này nhạy đến mức có thể cảm nhận cả chuyển động của kiến bò qua. Ngoài ra, một số loài rắn thuộc họ rắn lục, Big Viper và các loài rắn độc còn sở hữu cơ quan cảm biến nhiệt hồng ngoại. Theo nghiên cứu, ngay cả khi mất khứu giác và thị giác, những con rắn này vẫn có thể định vị chính xác con mồi chỉ dựa vào nhiệt độ chênh lệch 0,24 độ so với môi trường. Một số loài rắn khác cũng có cơ quan cảm nhiệt ở hố quanh miệng, tuy nhiên mức độ nhạy bén lại khác nhau tùy từng loài. Hệ thống răng nanh của rắn cũng vô cùng đa dạng. Chúng có thể chia thành 3 nhóm chính. Răng có rãnh phía sau, nằm sâu trong khoang miệng, có rãnh dẫn chất độc, thường thấy ở các loài rắn nước. Độc tính của chúng không quá nguy hiểm với con người. Răng có rãnh phía trước, nằm gần đầu miệng, giúp tim nọc nhanh hơn, điển hình là họ rắn hổ mang. Răng ống, tiến hóa thành dạng ống tim, có thể bơm chính xác nọc độc vào con mồi mà không bị lãng phí. Loại này có thể gặp lại khi không dùng, xuất hiện ở những loài nguy hiểm như rắn hổ. Dù có cấu trúc răng sắc bén, cách rắn sử dụng lại khá thô bạo. Chúng thường cắm mạnh vào con mồi, khiến răng dễ bị tổn hại. Tuy nhiên, rắn có khả năng thay răng liên tục, thậm chí rắn độc còn có cả răng dự phòng cho răng dự phòng. Ví dụ, rắn hổ mang chúa có thể sở hữu đến 9 đến 10 cặp răng thay thế. Cơ thể rắn có cấu tạo đặc biệt, do thân dài, bụng và thân chiếm phần lớn cơ thể, trong khi các cơ quan nội tạng được sắp xếp tối ưu để phù hợp với không gian chật hẹp. Phổi trái thu nhỏ, gan chỉ có một thùy. Một số loài như rắn hổ mang nước có thân hình đầy đặn, khiến chúng trông giống như một món đồ chơi nằm bất động trên mặt đất. Tào Tháo từng nói về rồng khi uống rượu với Lưu Bị, rằng chúng có thể lớn nhỏ tùy ý. Rắn một trong những nguyên mẫu của rồng cũng có đặc điểm tương tự. Rắn nhỏ như rắn mù sống ẩn mình trong khe đá, dưới lớp đất, trong khi những loài khổng lồ như trăn có lớp vảy dày như áo giáp. Rắn di chuyển theo 4 kiểu chính. Kiểu uốn lượn, phổ biến nhất, rắn uốn mình theo hình sóng, thích nghi với nhiều địa hình, kể cả dưới nước. Kiểu trường ngang, được sử dụng trên bùn hoặc bề mặt trơn, đầu rắn nghiêng sang bên như thể bị ném về phía trước. Kiểu leo, dùng khi gặp chướng ngại vật, rắn bám chặt bề mặt rồi kéo cả cơ thể lên. Đây là kiểu tốn sức nhất. Kiểu di chuyển thẳng, giống sâu bướm, rắn co cơ rồi trượt về phía trước, chậm chạp nhưng hiệu quả. Khi nuốt con mồi lớn hơn cơ thể, xương và nội tạng của rắn có thể di chuyển linh hoạt để thích nghi. Sau khi ăn, cơ thể chúng trông như đang nằm trên con mồi.
một số loài rắn còn có những khả năng đặc biệt như rắn hổ mang có thể mở rộng xương sườn để cảnh báo kẻ thù. Rắn cây trượt từ cành này sang cành khác bằng cách làm phẳng cơ thể, tăng diện tích tiếp xúc với không khí. Mặc dù là loài nguy hiểm, rắn cũng rất sợ nọc độc. Rắn hổ mang chúa, một trong những loài rắn độc nhất, lại là sát thủ chuyên săn các loài rắn khác. Một số loài như rắn cây đã phát triển nội tạng có độc để tránh bị săn lùng. Đuôi của loài rắn tuy không dài lắm so với cơ thể nhưng lại có nhiều chức năng rất thú vị, ví dụ như khả năng ngụy trang. Một số loài rắn giả dạng như rắn tử thần có phần đuôi có gai nhọn, mô phỏng hình dáng côn trùng. Loài rắn đuôi nhện sở hữu một tuyệt chiêu ngụy trang độc đáo, phần đuôi có thể giả làm con nhện với độ chân thật đáng kinh ngạc, còn rắn đuôi chuông thì có thể lắc đuôi với tốc độ cao để phát ra tiếng cảnh báo. Đặc biệt, phần vảy trên đuôi mỗi lần lột da sẽ rụng đi một đoạn. Khi săn mồi, đuôi của chúng không phát ra âm thanh. Tiếng rít này thực ra giống như việc rắn hổ mang xòe xương sườn để phô trương thanh thế đều là biện pháp phòng thủ lợi hại. Loài rắn thuộc họ rắn hổ mang, phân họ rắn biển, đã tiến hóa đặc biệt để sống dưới biển. Đuôi của chúng đã biến thành dạng mái chèo phẳng để thích nghi với việc săn mồi dưới nước. Để tránh làm tổn thương đuôi trong môi trường biển, một số loài như rắn biển ô liu thậm chí còn có vùng cảm quan trên đuôi, giúp chúng co đuôi lại khi cảm nhận nguy hiểm. Về hệ sinh sản, đa số loài rắn sử dụng chiến lược sinh sản bằng trứng. Trứng được đẻ ra và tự nở, với vỏ trứng thường rất mềm. Một số loài khác lại sinh con bằng hình thức mãn thai sinh, tức là trứng được ấp ngay trong cơ thể mẹ để tăng tỷ lệ sống sót, như loài rắn đuôi gai, rắn lục tre sống trên cây, hoặc các loài rắn biển nếu đẻ trứng ngoài sẽ dễ bị rơi vỡ hoặc cuốn trôi. Hệ sinh sản của rắn được rất đặc biệt, với hai bán dương vật. Bán ở đây có nghĩa là dương vật có các rãnh thay vì ống dẫn hoàn chỉnh. Bề mặt của chúng có gai ngược để hỗ trợ quá trình giao phối kéo dài, giúp cả hai bên trao đổi DNA hiệu quả hơn. Trong nhiều nền văn minh cổ đại, rắn có vai trò vô cùng quan trọng. Ở Trung Quốc, nữ thần Nữ Oa và Phục Hy đều là những vị thần nửa người nửa rắn. Ở Việt Nam, từ xa xưa, rắn được xem là linh vật, gắn liền với các thần sông, thần rừng. Nhiều ngôi đền, miếu thờ xà thần như một biểu tượng bảo hộ. Truyền thuyết kể rằng rắn có thể báo oán hoặc hóa thân thành thần linh, vừa đáng sợ vừa thiêng liêng. Trong phong thủy, rắn tượng trưng cho sự nhanh nhạy và tài lộc, nhưng cũng có những kiêng kỵ nhất định. Người ta tin rằng gặp rắn đầu năm là điềm may, nhưng nhắc đến rắn lại không phải chuyện tốt. Ngoài ra, rắn còn xuất hiện trong ẩm thực và y học dân gian. Thịt rắn, rượu rắn được xem là bổ dưỡng, còn nọc rắn lại có giá trị trong y học. Dù là loài vật nguy hiểm, rắn vẫn có một sức hút bí ẩn trong đời sống và tín ngưỡng của người Việt. Nhưng theo thời gian, hình ảnh của loài rắn dần trở nên tiêu cực hơn. Chúng ta thường nghe nhiều người nói rằng rắn là con giáp duy nhất thuộc nhóm động vật máu lạnh, không được yêu thích. Nhiều người thậm chí gọi những người cầm tinh con rắn là tiểu long thay vì con rắn. Tuy nhiên, nếu bạn bình tĩnh quan sát rắn, bạn sẽ thấy đôi mắt to tròn của chúng rất đẹp và cả nụ cười tự nhiên trên miệng khiến chúng càng nhìn càng đáng yêu, chẳng hề đáng sợ như ta nghĩ. Hiện nay, nhiều người đã bắt đầu nuôi các loài rắn cảnh như rắn mũi heo hay rắn ngô. Hy vọng video này sẽ giúp bạn hiểu hơn về loài rắn kỳ diệu và có cái nhìn công bằng hơn về chúng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng trong năm con rắn.